Tại quảng trường 30 tháng 10 bên bờ di sản Vịnh Hạ Long, gần 3.000 người đồng diễn yoga. Đây là lần thứ hai liên tiếp tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga 21 tháng 6 với quy mô lớn. Sự kiện năm nay được phát trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia của Ấn Độ. Chủ đề của năm nay là Yoga vì nhân loại và càng có ý nghĩa hơn khi chúng ta thoát khỏi đại dịch COVID-19 để chúng ta có cuộc sống khỏe mạnh hơn. Ngày hôm nay, hãy cùng hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga như hướng tới những giá trị di sản chung của con người và giá trị về lợi ích sức khỏe cho toàn cầu. Ngày Quốc tế Yoga năm nay gửi đi thông điệp Yoga là con đường rèn luyện thân tâm trí hữu hiệu nhất tới đông đảo người dân trên thế giới và là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường, vun đắp mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp và quảng bá hình ảnh đất nước, con người giữa Việt Nam, Ấn Độ. Cơ quan chuyên môn của Sở Văn hóa cũng đã vừa qua cũng đã phối hợp với Sở Nội vụ đã đồng ý cho việc thành lập Hiệp hội Yoga tỉnh Quảng Ninh lâm thời. Thì trong thời gian tới này thì Liên đoàn Yoga tỉnh Quảng Ninh sẽ được thành lập và chính thức đi vào hoạt động. Thì đây là một cơ hội để tiếp tục để giới thiệu và quảng bá cái phong trào luyện tập yoga trên địa bàn tỉnh và cũng như đẩy mạnh cái phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Sự kiện Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 năm 2022 được tổ chức tại Quảng Ninh có ý nghĩa đặc biệt, mang đậm màu sắc văn hóa của hai quốc gia Việt Nam Ấn Độ. Đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Ấn Độ.